Bây giờ chuẩn bị được nhìn lông mày là có hồi hộp không? Có. Rồi, em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em 19 ạ. 19 tuổi. Chị đã vừa làm cho em một cặp chân mày rất là nhẹ nhàng và tự nhiên, phù hợp với cái lứa tuổi của em cũng như là cái sự nhẹ nhàng của em. Vừa nãy giờ em không được nhìn thì em có hồi hộp nhiều không? Lắm rồi chị ạ. Rồi, bây giờ chị sẽ đếm ngược để cho em nhìn cái thành quả mà vừa nãy giờ chị em mình làm nhé. Dạ vâng ạ. Rồi, chuẩn bị này. 3, 2, Một. 1. Một. Chị ơi, Ơi, nó sao sao ấy chị ạ? sao? Đẹp mà. Sao nó to thế hả chị? Không, to đâu, bình thường mà. Bong ra nó khác nhỏ. Ui, còn bị lệch nữa chị ơi. Không, Chị không lấy lệch của em cái đâu. gương với. Làm gì có ai mà đều được hẳn. Một tí thôi, không sao. Mà chị ơi, nó còn đen nữa cơ. Hay Đen đến chị, lúc bong ra nó khác nhạt em ạ. Bong đi nó khác nhạt. không giống cái ảnh em đưa chị, em làm kiểu khác mà. Không, cái kiểu này bong ra thì nó sẽ được như thế em ạ. Không, Không sao mà, đẹp. Chị mẹ thấy đẹp. ơi, mẹ. Con, nó sao sao này? Cháu làm cái gì mà lông mày của em lại trông như này? Làm lông mày bình thường thôi mà cô. Không sao đâu. Cô ơi, cái này bong ra nó khác đẹp. Mẹ đã bảo Buông con xong. rồi, đu đã làm cái gì bây giờ thì mặt thì xấu xem như nào thì Chị ơi, có sửa đâu mà. không, làm sao vừa làm xong chưa sửa được mấy tháng mới Cửa được. hàng thì to như này mà mày làm cho em cái lông mày như này, xấu xem như nào thì chỉnh sửa cho em mới đi. Chị ơi, em để này không dám đi học đâu chị ạ. Cô ơi, cô bình tĩnh em ơi. Này chị bảo, nhìn kia, nhìn kia. Đây là một cái chương trình camera giấu kín của cháu để ghi lại những cái khoảnh khắc mà nếu như khách hàng không may bị làm hỏng chân mày thì người ta sẽ phản ứng như thế nào. Đấy thì cháu đã từng sửa rất là nhiều những cặp chân mày mọi người đến đây và bị hỏng như thế này, đen đậm rồi xanh đỏ đủ kiểu, cháu sửa rất là nhiều rồi. Và đối với cái chương trình này cháu muốn truyền tải một cái thông điệp, đấy là khi mà khách hàng người ta đi làm lông mày, người ta có thể lựa chọn kỹ hơn. Và cái người thợ đã bắt đầu làm nghề làm cho khách hàng thì cũng nên là làm tận tâm, chỉn chu, học hành kỹ lưỡng, làm đẹp thì hãng làm cho người ta, nếu không thì sẽ có những cái trường hợp mà khách hàng bị như vậy này rất nhiều luôn. Khi nãy thì cháu thấy là cô ở dưới kia tư vấn, nghe tư vấn thì cháu thấy cô rất là băn khoăn và lựa chọn là cô muốn chọn cho em một cái phương pháp làm nó rẻ nhất có thể. Thì thực ra thì cháu biết là cô rất là thương em, nhưng mà cũng có thể là do điều kiện kinh tế của mình nó không có đủ để mà mình làm những cái nó đẹp hơn. Nhưng mà cháu cũng muốn khuyên cô và có thể là rất nhiều người khác, khi mà cháu xin phép được phát sóng cái clip này lên, đó là nếu như mà mình có đủ điều kiện thì mình hãng lựa chọn những cái phương pháp làm đẹp thật đẹp và uy tín. Còn nếu không thì như em nhà mình ấy cũng rất là xinh, chưa làm thì cũng đã rất là đẹp rồi, lỡ mà đi làm về nó hỏng như này thì tiền mất tật mang, nó rất là khổ cô ạ. Bây giờ thì cháu sẽ cho cô và em xem cái sản phẩm thực tế nhé. Ok, bây giờ mình cười vào đây. Rồi nào, bây giờ xem lông mày nhá. Lần này là thật nhá, thành quả thật luôn nhá. Dạ vâng. Rồi, ok chưa? 1, 2, 3 nhá. 1, 2, 3. Đẹp lắm con ạ. Lông mày đẹp quá con ơi. Đẹp lắm chị ạ. Được không? Ưng chưa? Em đã ưng Đẹp chưa? đẹp. Rồi ạ. Thích chưa? Đấy, chị làm là rất là tự nhiên theo cái form sợi lông mày của em đấy. Đẹp lắm con ạ. Lần này ok chưa? Đẹp lắm chị ạ. Rồi, cô ơi, vừa nãy thì cháu rất là xin lỗi vì đã mang đến cho cô với cả em một cái trải nghiệm không tốt. Em thì rất là sợ đúng không? Cô thì cũng hốt hoảng khi mà nhìn thấy cái lông mày, ôi trời ơi đúng không? Chính vì cái trải nghiệm không tốt đấy cho nên là cháu xin phép là cháu sẽ tặng cho cô với em là cái cặp chân mày này hoàn toàn miễn phí. Cặp chân mày này thì như lúc nãy cháu có tư vấn ở dưới nhà là 15 triệu đó, thì là cháu tặng miễn phí luôn nhá. Cháu tặng cho em cái đôi lông mày 15 triệu á. Vâng, cháu tặng luôn, chị tặng Thật cho không đấy? nhé. Cảm ơn. Rồi. Thật không đấy? Thật mà, không lẽ tặng đùa. Cảm ơn nhá. Dạ, không có gì. Cảm ơn chị. Đẹp lắm con Ok. ạ. Đẹp. Xinh lắm. Ôi, xinh ơi là xinh, con gái mẹ rất là xinh. Rồi, ok ạ.